Chào cả nhà, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Lukaki Cuộc Sống Hà Lan của mẹ U. Thì hôm nay mẹ U sẽ làm một cái dạng video khác, là một video chia sẻ về thông tin. Như các bạn đã biết thì virus corona bây giờ đang là chủ đề hot. Rất là nhiều báo đài này nọ, rồi trên Facebook hay là trên các phương tiện xã hội đều có nói về thông tin virus corona. Nhưng mà bây giờ mẹ U phát hiện có một cái vấn đề là như thế này. Mẹ U đang sống ở Hà Lan, là một trong những quốc gia của châu Âu. Thì đang giai đoạn này thì mọi dịch đang phát triển lây lan rất là mạnh, nhưng mà chính phủ hay bất kỳ một quốc gia nào cũng không có những biện pháp mạnh và triệt để như Việt Nam. Đó là theo ý kiến riêng của mẹ U nha. Thì nhiều người Việt ở đây lo lắng tại sao ở ngoài đường người ta đi không có thấy ai đeo khẩu trang hết á. Giả sử mình có đeo khẩu trang thì người ta sẽ xa lánh mình, nhìn mình kiểu như mình là người mang dịch bệnh mà còn ra đường đấy. Thì do đó là ở bên Hà Lan cuộc sống cũng rất là bình thường, và Niu vẫn đi làm, mẹ U vẫn đi học, Luca vẫn đến trường. Thì như vậy mọi sự đều diễn ra rất là bình thường, không có sự đi tranh đi mua đồ dự trữ, hay là cũng không có sự chen lấn và hoảng sợ khi mà dịch bệnh đang đến gần. Thì hôm nay mẹ U tình cờ đọc một cái bài viết phân tích, là bài viết này dựa trên cái chương trình mới diễn ra ở tuần trước của bên Pháp á. Thì có một bạn là Hồng Hạnh Nguyễn, bạn ấy đã đọc theo chương trình và phân tích, là cũng ghi lại là tại sao mà tư duy chống dịch của châu Âu thì nó khá khác biệt với châu Á mình. Thì các bạn hãy cùng nghe cái bài phân tích này nhé. Đây là bài đăng của bạn Hồng Hạnh Trần. Đối phó với khủng hoảng trong thời kỳ dịch bệnh, những ngày này mối quan tâm lớn nhất của thế giới là coronavirus. Với việc lây nhiễm nhanh chóng, con số nhiễm bệnh chính thức tính đến ngày 8 tháng 3 là hơn 106.000 người. Thì bây giờ đã là ngày 10 thì đến 114, hơn 114.000 người rồi, tốc độ rất là nhanh, và hơn 3.600 ca tử vong. Như thế là một con virus cũng đáng sợ không kém, vì nó đã lây lan gần như hầu hết các dân số trên thế giới. Đó là fear virus, nỗi sợ lây lan với tốc độ vô cùng nhanh chóng, thậm chí không cần đến tiếp xúc. Trong thời kỳ đại dịch, tất nhiên con người sẽ tìm cách đối phó với chủng loại virus mới, nhưng không quên rằng các tác hại của dịch bệnh gây ra cho xã hội có thể bị cộng hưởng lên nhiều lần vì nỗi sợ. Do đó, cả trên bình diện tâm lý cá nhân và chính sách xã hội, ngoài việc tập trung vào giải quyết các vấn đề mà con virus thực sự mang lại, còn cần nhận biết về nỗi sợ đang diễn ra trong mình, trong xã hội để có những hành động đúng đắn và giải quyết khủng hoảng. Xin nói thêm về bình diện xã hội trước. Tối qua trên truyền hình Pháp có một chương trình giao lưu trực tuyến về coronavirus. Các câu hỏi được người xem truyền hình gửi đến cho các khách mời và đại diện các nhóm chủ đề có vai trò quan trọng trong giai đoạn dịch bệnh, bao gồm từ Bộ trưởng Y tế, nhà nghiên cứu, bác sĩ y tá, giám đốc bệnh viện, dược sĩ và một cô bác sĩ đến từ Tàu để chia sẻ kinh nghiệm của Trung Quốc. Nói thêm là tôi ít xem vô tuyến lắm, nhưng vì không thích ngồi đầu vào các thông tin có định hướng. Nhưng hôm qua tình cờ lướt qua TV 2 lần thì tôi quyết định ngồi xuống xem từ đầu đến cuối. Xin tóm tắt nội dung chính của buổi trao đổi. Thứ nhất là chính sách của Bộ Y tế đối với dịch bệnh. Sau giai đoạn đầu thực hiện tấn công khoanh vùng xử lý không thành công khi dịch đã bùng phát tương đối rộng, và chính sách chuyển từ tấn công sang phòng ngừa, bảo toàn lực lượng để trường kỳ kháng chiến, thay vì đi tìm tất cả các nguồn lây bệnh, giờ nguồn lực được tập trung để bảo vệ tốt cho đối tượng bị nguy hiểm nhất. Dưới đây là số liệu thống kê về tử vong theo lứa tuổi, giới tính và tình trạng sức khỏe của những virus. Qua đó chúng ta có thể thấy rằng các trường hợp thực sự bị nguy hiểm là các trường hợp đang có bệnh mãn tính, đó vào độ tuổi trên 70, khi mà nguồn lực khan hiếm thì xã hội cần tập trung vào bảo vệ các mắt xích yếu nhất, chứ không phải dàn trải sức lực. Protocol là được Bộ Y tế xác lập ra để xử lý các trường hợp nghi nhiễm như sau. Khi có dấu hiệu sốt, ho, nhiễm, tuyệt đối không đến bệnh viện, vì bệnh viện là nơi có rất nhiều người thuộc nhóm nguy hiểm cao, nơi bị lây nhiễm sẽ rất nguy hiểm, mà gọi điện cho các bác sĩ đa khoa. Bác sĩ có trách nhiệm xác định xem bệnh nhân có trong nhóm nguy cơ cao cần được bảo vệ không. Nếu không, bệnh nhân tự cách ly ở nhà và được theo dõi bởi các bác sĩ gia đình. Nếu có, sẽ được test virus theo dõi sát sao bởi các bác sĩ chuyên ngành và được nhập viện nếu cần thiết. Nơi xét nghiệm chữa trị các bệnh nhân corona cần tách biệt hoàn toàn với các khu bệnh viện, tuyệt đối loại bỏ nguy cơ lây nhiễm sang các bệnh nhân khác sẽ rất nguy hiểm. Tất cả những trường hợp nghi nhiễm cần tuyệt đối tránh tiếp xúc với nhóm có nguy cơ cao.
Thứ hai là điều gì sẽ ra khi nhiễm virus corona? Trong đại đa số các trường hợp sẽ đau đầu, ho sốt khoảng 3 đến 5 ngày như các lệnh sốt siêu vi khác và tự khỏi. Nói chung sau khi cơ thể đã có chất kháng thể, có thể tham gia rất tích cực xã hội để lùi bệnh dịch. Mọi người cần bình tĩnh để thấy rằng nếu nhỡ có virus corona thì không còn phải là ngày tận thế. Đa số chỉ có cảm giác trải qua một cơn cúm thông thường, do vậy không nên lo sợ. Thứ ba là đeo khẩu trang y tế có giúp gì không? Câu trả lời là khi tiếp xúc với người bị ở cự ly rất gần thì khẩu trang y tế có thể giúp ngăn không cho nước dịch của người kia ho văng vào nguy hiểm. Và nguy cơ này có thể loại trừ bằng cách khi người nhiễm đã mang khẩu trang, ngoài ra nó không có tác dụng chặn lây nhiễm qua không khí. Hiện tại khẩu trang y tế đã bán chạy hết trong các tủ dự trữ, không còn dùng đến trong những người nhóm nguy cơ, và các bác sĩ tiếp xúc với những người này thì không còn đủ dùng nữa. Bộ Y tế lập ra một protocol là để buộc những người có triệu chứng sổ mũi, ho và toàn bộ nhóm nguy hiểm cần đeo. Ngoài ra không ai cần đeo khẩu trang, kể cả các nhân viên y tế làm trong các bệnh viện không liên quan đến virus corona. Giải pháp này thông minh ghê gớm, vì ai đeo khẩu trang ra ngoài gián tiếp thừa nhận mình là nguy cơ nên không ai muốn đeo cả, và thực sự nó cũng không cần thiết. Đến mai loạt khẩu trang mới sản xuất sẽ được đưa về hiệu thuốc và các bệnh viện. Tôi tin rằng việc tích trữ sẽ chấm dứt. Đề phòng ngừa virus là cách tốt nhất: rửa tay thường xuyên, tránh đến các tụ tập các nơi đông người không cần thiết, tránh đưa tay lên mặt, ăn nhiều hoa quả, cân đối tăng sức đề kháng. Chi tiết thế nào thì tôi nhắc lại vì có nhiều người chia sẻ. Thứ tư là lập ra các protocol là để xử lý các tình huống nhạy cảm, ví dụ như khi dược sĩ gặp người ho và ôm đến mua thuốc, họ sẽ phải phát cho người này khẩu trang tự đeo cho mình và yêu cầu gọi đến bác sĩ đa khoa để xử lý theo quy trình. Thứ năm là áp dụng các biện pháp ổn định xã hội. Khi mà trường đóng cửa, cơ quan đóng cửa, bảo hiểm xã hội sẽ chi trả, không ai vì thế mà lâm vào tình trạng khó khăn. Các cơ quan khuyến khích nhân viên làm việc từ xa, có cơ chế hỗ trợ xã hội đối với những người bị cách ly. Thứ sáu là bao giờ có thuốc. Thông thường các loại thuốc chỉ có tác dụng đối với vi khuẩn, do thời gian tác động của thuốc chậm mà virus lại phát triển quá nhanh. Đối với virus, người ta thường dùng vaccine để phòng trước. Vaccine được làm ra bằng cách làm yếu hoặc đưa ra thông tin DNA của virus chết vào cơ thể để quen dần nhanh chóng, sinh ra chất kháng thể tiêu diệt khi mắc bệnh thật. Hiện tại, coronavirus đã được nuôi cấy, khâu tiếp theo là đưa nó vào trong đường dẫn ra một loại vaccine sẵn có, giống như corona càng tốt. Hồi xưa có H1N1 sẵn sàng là một loại vaccine cúm mùa khá gần nên chỉ trong vài tháng đã được vaccine. Đối với coronavirus thì Viện Pasteur của Pháp dự kiến tháng 9 bắt đầu thử trên người và mọi sự ổn thì sang năm sẽ có vaccine. Tuy nhiên tôi được biết thêm một số công ty khác sẵn có vaccine gần hơn nên hy vọng sẽ sớm có tin vui từ y học. Thứ bảy là bài học từ Vũ Hán. Vũ Hán đã dùng biện pháp tập trung khoanh bộ những người bị nhiễm để chữa trị khoanh vùng. Điều này gây áp lực nặng đến hệ thống y tế và tỷ lệ tử vong của bác sĩ. Đây là rất cao dù cho nhiều người còn trẻ. Nguyên do là chỗ của họ bị quá tải, quá mệt mỏi nên sức đề kháng giảm xuống, tạo điều kiện cho virus tấn công. Pháp sẽ chọn cách để phần lớn con người tự chiến đấu với virus giống như họ vẫn thường làm vậy hàng năm đối với cúm mùa và tiết kiệm nguồn lực y tế để bảo vệ những người có nguy cơ cao và dự trữ đội ngũ y tế cho một cuộc chiến có thể dài lâu. Trong hơn một giờ đồng hồ đã có hơn 35.000 SMS được gửi đến trao đổi và tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi nội dung cuộc nói chuyện cũng như hình thức trao đổi. Cười đùa lên chương trình rất là elegant, Bộ trưởng Bộ Y tế Olivier Véran trả lời thông minh, hóm hỉnh và thuyết phục, tuy cũng có một chút lên gân trấn an dư luận. Bây giờ là xin tổng kết một chút về nội dung buổi nói chuyện, xin chia sẻ mọi người tham khảo. Đối với tôi, Việt Nam cần suy nghĩ nghiêm túc về chiến lược tiếp theo nếu dịch bệnh lan rộng. Việc chủ động tấn công khoanh vùng không còn hiệu quả nữa thì cần chuyển sang phòng ngừa kháng chiến lâu dài, tiết kiệm nguồn lực. Yếu tố tâm lý trong dân cư sẽ là yếu tố quyết định tổng thiệt hại. Nếu tất cả sẽ hoảng hốt, giận dữ, tích trữ, nghi kỵ nhau thì mọi sự sẽ càng tệ. Và cảm xúc tiêu cực là yếu tố giảm hoạt động của hệ miễn dịch, tích trữ làm tê liệt nền kinh tế, hoảng hốt làm nhanh chóng cạn kiệt nguồn lực y tế, đồng thời nguồn lực quý giá khác sẽ bị giam giữ một cách không cần thiết trong khi nó có thể góp phần chống dịch bệnh hiệu quả hơn. Có thể suy nghĩ về các protocol trong khám chữa bệnh hay thậm chí tạo cơ chế giúp đỡ những người cách ly hiệu quả để người ta có thể yên tâm, có gì xảy ra cũng không đói, cũng không ai tích trữ nữa. Xét cho cùng, virus cũng là một sản phẩm của tự nhiên. Con người nên tận dụng cơ hội đang được sống chậm này để tự hỏi mình đã làm gì
đất mẹ để người phải có lời nhắc nhở. Tôi chỉ mong hết đợt dịch này khi nhìn lại bầu trời xanh, nhiều người sẽ tỉnh giấc u mê tự hỏi không hiểu sao mình cứ chạy đuổi theo ảo ảnh tăng trưởng phát triển gì mãi không thấy đâu, trong khi lại phải hy sinh cả bầu trời không khí sạch để thở. Đây là cái bài viết của bạn Hồng Hành Trần mà mình đã chia sẻ lúc đầu, thì mình sẽ để link ở phía dưới đoạn miêu tả. Nếu các bạn nào có nhu cầu muốn đọc lại thì các bạn có thể tham khảo. Voilà, các bạn vừa nghe xong cái bài chia sẻ thông tin của bạn Hồng Hạnh Nguyễn trên Facebook. Thì mẹ Úc cũng đã liên lạc và xin phép đã được làm video nói về thông tin này. Thì các bạn nghe xong thì các bạn, mình, cá nhân mình khi mình nghe xong thì mình giảm sự hoang mang lại. Lúc đầu mình cảm giác là ôi tại sao một nước phát triển như châu Âu, như Pháp, như Hà Lan, như Đức lại không có trồng phòng chống dịch, lại coi nhẹ cái con virus này như thế, lại không có phòng chống cách triệt để như Việt Nam. Nhưng thật ra mỗi quốc gia đều có một cái khó và một cái thuận lợi và khó khăn riêng. Như Việt Nam mình nếu mà để như châu Âu này kiểu để dịch lan tràn phát triển mạnh như thế thì cơ sở y tế của bên mình cũng không có chủ nổi. Và bên châu Âu này mình cũng không nói là cái phương pháp bên này là đúng, bởi vì tương lai chúng ta cũng hãy xem, như nước Ý đã cũng chủ quan và bây giờ cũng đang phải lệnh phong tỏa nguyên cả đất nước là một điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Thì các bạn, mỗi người đều có một nhận định riêng và một cái suy nghĩ riêng. Mình thì mình đang sống bên châu Âu nhưng mà mình cũng cập nhật thông tin hàng ngày và mình cũng theo dõi trong cái vùng phía bắc này của Hà Lan đó, đã có hai người bị nhiễm bệnh. Nhưng mà thành phố Leeuwarden của mẹ Ú đang sống thì chưa có, nhưng mà mình cũng rất là sợ và cũng không làm gì hơn, bởi vì mình đang sống trong châu Âu như vậy, không có được khi mà bệnh thì cũng không được đi tới bệnh viện. Nếu mà chưa có triệu chứng rõ ràng hay là trở nặng thì cũng phải cách ly ở nhà. Thì bây giờ điều mình có thể làm là tăng cường sức đề kháng cho gia đình mình thôi. Thì hy vọng mọi người đều khỏe mạnh trong vùng dịch này, trong cái mùa dịch này, và hy vọng cái mùa dịch này cũng nhanh chóng đi qua đi để cho mọi thứ đều trở lại trật tự vốn có của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Hy vọng các bạn thích video này của mình. Đừng quên nhấn like và chia sẻ để cho mọi người ở trong châu Âu, những mọi người châu Á mình có tư tưởng hơi sợ thì bình tĩnh lại. Video tiếp theo mình sẽ chia sẻ là bây giờ mình nên về Việt Nam tránh dịch hay là ở lại châu Âu này. Các bạn cùng chờ đón nha. Chào!